Thina kính chào quý vị và các bạn. Trong những video lần trước, Thina đã chia sẻ rất là nhiều công thức và phương pháp làm bánh cuốn, bánh ướt rất là ngon và đã có nhiều bạn làm thành công đã gửi lời khen và cảm ơn. Điều đó làm cho Thina rất vui và có thêm động lực để làm. Vì vậy hôm nay Thina xin trân trọng chia sẻ cách làm bánh cuốn ướt tôm cháy, công thức rất chính xác, phương pháp làm rất tiện lợi. Trong video này, Thina chia sẻ luôn cái cách làm tôm cháy rất là ngon. Và bây giờ Thina mời quý vị và các bạn hãy cùng Thina vào thực hiện cách làm bánh cuốn ướt tôm cháy. Để làm bánh cuốn ướt tôm cháy thì mình cần có những nguyên liệu sau đây. Trước hết mình sẽ cần muối, 1/3 muỗng cà phê muối, 120g bột gạo loại của Thái, 60g tinh bột khoai tây, 40g tinh bột năng, 350ml nước sôi, 375ml nước lọc. Tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình sẽ nói về dầu hành. Cái dầu hành này rất là dễ làm. Thì hành các bạn rửa sạch rồi cắt nhuyễn, nấu dầu cho nó sôi lên rồi bỏ vô đảo đều, tắt bếp, rồi nêm vào một chút nước mắm hoặc chút xíu muối. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nước để pha bột. Cho vào đây 350ml nước, nước lọc thường thôi. 350ml nước lọc thường thôi nha. Dặn lửa lớn lên để cho nó mau sôi. Nấu cho nó sôi bùng lên vậy nè mới được nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể cho vào lò vi sóng, bấm khoảng 3 phút là nước nó thật là nóng sôi luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái thau, nó hơi lớn lớn hoặc là cái tô cũng được để đựng bột ha. Trước hết mình cho vào đây 120g bột gạo khô, loại bột gạo của Thái nha các bạn. 120g tức là một khúp. 60g tinh bột khoai tây. Tinh bột khoai tây là cái phần màu trắng tinh đó nha các bạn mới được nha. 40g tinh bột năng, loại của Thái. Thì cái công thức chỉ có 3 loại bột thôi ha. Cho vào đây 375ml nước lọc trước để mình khuấy cái bột này cho nó tan trước khi mình cho nước sôi vô. Rồi, bây giờ nó tan hết rồi mình sẽ cho vào đây 350ml nước đã nấu sôi thật là sôi. Khuấy đều lên. Công thức làm của mình rất là chính xác nha các bạn. Mình chia sẻ rất là chi tiết luôn. Đậy nắp lại ha. Rồi mình để cái bột này khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi mình đổ bánh. Cho bột nó lóng xuống. Rồi cái phần nước á, nó ở bên trên. Rồi mình chắc bỏ cái phần nước bên trên. Lấy cái phần bột. Sau đó mình cho thêm nước sôi trở lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tôm cháy. Mình sẽ cần 250g tôm. Tôm này đã lột vỏ, rửa sạch rồi đem đi cân được 250g. Nhớ là mua tôm cái loại chắc nha các bạn, loại lớn đó. Rồi mình cần thêm màu điều để cái màu gạch tôm cho nó đẹp. Tỏi, tỏi băm nhuyễn nha các bạn và muối ha. Trong lúc mình làm, mình sẽ nói chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tôm cháy. Mở bếp lên ha. Rồi mình sẽ cho nước vô. 125ml nước thường thôi. Để mình nấu cái phần tôm đó các bạn. Thì có hai cách, một là các bạn lột vỏ tôm trước khi mình nấu, hai là các bạn để y nguyên cái vỏ, nhưng mà mình lột vỏ cho nó tiện ha. Bây giờ mình cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Bởi vì tôm này nó hơi mặn mặn rồi, mình không có cho muối nhiều. Nếu mà cho muối nhiều nó sẽ mặn không ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 250g tôm đã lột vỏ vô. Tôm này là tôm thiên nhiên đó các bạn, chứ không phải tôm nuôi nữa, cho nên cái thịt nó rất là chắc, ngon lắm. Các bạn có thể mua tôm rằn để làm tôm cháy cũng được.
tôm càng chắc thịt thì mình làm tôm cháy nó càng ngon. Để tạo màu đẹp thì mình cho vào đây một muỗng cà phê màu dầu điều mình đã thắng sẵn, để sẵn nè. Nếu không có thì các bạn có thể cho một chút xíu màu gạch tôm vô cũng được nha. Còn không nữa thì các bạn khỏi cho màu vô cũng được nữa nha các bạn. Nhưng mà có chút xíu màu gạch tôm á thì cái tôm cháy này nó nổi lên nó đẹp, nhìn hấp dẫn hơn ha. Mình nấu tôm này ở lửa lớn cho nó hút cạn cái nước nha các bạn, và nó chín hoàn toàn luôn. Khi mà nó rút hết cạn nước như thế này thì mình sẽ tắt bếp và mình để y nguyên trên bếp cho đến khi cái tôm nó khô bớt lại là được. Nếu mà tôm nó chưa khô á mà mình giã ra nó sẽ bị dính ha. Đó, bây giờ mình cho vô cái bịch Ziploc rồi mình giã cho nó dập ra nha các bạn. Giả càng nhiều càng tốt ha, cho nó dập ra, nó tơi ra đó. Hoặc là các bạn có thể đập từng con trên tấm thớt cũng được. Nhưng mà cái cách của làm của mình á, thì nó rất là tiện, nó không có bị văng ra. Đó, mình đã giả xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho vào cái chảo 2/3 muỗng cà phê màu dầu điều nữa. Còn nếu không thì các bạn có thể cho dầu ăn cũng được, mà ít thôi đừng có cho nhiều. Rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê tỏi băm, thì một muỗng cà phê tỏi băm khoảng 3 tép tỏi đó các bạn. Dằn ra cho nó dập ra rồi các bạn băm băm cho nó nhuyễn, thật là nhuyễn ha. Mình phi cái tỏi này lên cho nó vừa thơm là được, không có cần cháy nha các bạn. Nếu mà cháy thì tỏi nó sẽ bị đắng ha. Để lửa trung bình thôi. Khi mà tỏi nó dậy mùi thơm thì mình sẽ cho cái phần tôm đã đập dập vô ha. Mình trước khi mình cho mình do nó như này, mình dò dò cho nó tươi ra bớt. Đảo qua đảo lại ha. Để lửa trung bình thôi, đừng có để lửa lớn nó cháy nha. Mình dùng cái sạn này để mình làm cho nó tiện, hai cái đôi đũa. Thỉnh thoảng mình sẽ chỉnh lửa nha, nếu mà thấy nhiệt nó cao quá thì hạ lửa bớt xuống ha. Sau khi mình cháy xong cho nó khô lại bớt thì mình cho vào cái cối này để mình giã ra. Giã cho nó tươi ra. Hoặc là các bạn có thể cho vào máy xay cũng được. Nhưng mà mình giã thì cái tôm cháy nó sẽ bong ra nhiều hơn và nó sẽ đẹp hơn. Giã cũng nhanh lắm bởi vì hồi nãy mình đã đập cho nó nhuyễn ra rồi đó các bạn. Sau khi mình làm được cái tôm cháy như thế này á thì rất là thành công. Nó tơi xốp ra như thế này rồi, nó bong và nó nhẹ ra đó các bạn. Nó khô ráo nữa, không có bị cháy ha. Mùi rất là thơm bởi vì mình có cho chút xíu tỏi vô á. Nếu thích thì các bạn có thể cho vào một chút xíu tiêu trắng, chứ đừng có cho tiêu đen. Nếu mà cho tiêu đen á thì cái tôm cháy nó sẽ bị đen, nhìn không có hấp dẫn ha. Đây, nó tơi xốp nhẹ bong ra nhìn thấy mê luôn đó các bạn. Hôm nào mà các bạn làm thử cái cách làm tôm cháy của mình nha, làm là thành công luôn đó. Bởi vì mình rất là có kinh nghiệm làm tôm cháy rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình lấy bột ra. Bột nó lóng xuống rồi nè, nước nó nổi lên trên nè. Các bạn để càng lâu thì bột nó lóng càng nhiều nha. Các bạn có thể chuẩn bị đêm trước, đêm hôm qua ngày hôm sau các bạn làm cũng được. Bây giờ mình sẽ chắc bỏ 250ml cái phần nước đã nổi lên trên đó. Chắc bỏ thì các bạn chắc bỏ bao nhiêu thì thay thế bấy nhiêu ha. Cái này là 250ml, tức là một cốc đó các bạn, thì các bạn phải thay thế một cốc nước sôi. Sở dĩ mình chắc bỏ vậy nè, để giúp bánh không có bị hôi mùi bột ha các bạn. Đây là 250ml bỏ đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thay thế vào cái thao bột này 250ml nước sôi. Nhưng mà trước khi mình cho nước sôi vô á, mình khuấy khuấy cái bột này cho nó tan ra trước ha, thì nó không có bị lục cục hòn hòn ha. Rồi bây giờ mình cho nước sôi vô nè, 250ml nước sôi.
Các bạn nhìn thấy không, mình chia sẻ rất là chi tiết luôn đó. Mục đích của Tina là muốn các bạn sau khi xem video mà Tina đã chia sẻ là phải làm thành công. Nếu mà bạn nào thích thì nhớ cho mình cái like hoặc đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối để bánh có vị đậm đà nhưng mà không mặn, nó hơi lợ lợ thôi nha các bạn. Chứ nếu mà làm mặn quá rồi chút mình còn ăn nước mắm nữa thì nó mặn ha. Cho nên lợ lợ thôi, 1/3 muỗng cà phê muối là vừa rồi, mình khuấy lên ha. Đây là công thức để cho các bạn tham khảo, các bạn có thể chụp lại hoặc là lúc làm mình xem lại video của Tina cho nó dễ ha. Hồi nãy giờ mình đã nấu một cái nồi nước hoặc là sôi rồi. Rồi bây giờ mình hấp cái khuôn này cho nóng trước khi mình cho bột vô. Các bạn nhớ là cái nồi nước phải nước thật nhiều, nấu lửa maximum luôn để cho đủ hơi nước bánh mới chín ngon nha các bạn, chứ nếu không thì bánh nó sẽ bị bở ha. Và cái lúc mà mình đậy lại thì nhớ đậy cho kín để hơi nó không bị thoát ra ngoài, nếu mà nó không có đủ hơi thì bánh nó sẽ bị nứt bị bở nha các bạn. Bây giờ khuôn nóng rồi, mình trút bỏ bớt cái nước, cái hơi nước ra trước khi mình cho 100ml nước bột vô đây. Làm hơi dài dài một chút thì bánh nó dễ lấy ra lắm. Các bạn làm cái động tác này cho nhanh nha, chứ nếu làm chậm thì bánh nó bị sượng, bị nứt, nó bị bở không có ngon đâu. Mình phải làm cho nhanh nha các bạn. Đậy nắp kín lại luôn và mình để lửa maximum luôn để cho có nhiều hơi nước bánh mới chín mà không có bị nứt, bị bở ra nha. Cái khâu này rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn có thể trùm cái khăn trên nắp nồi hoặc là không trùm cũng được, không trùm nó cũng rất là mau chín ha. Thì các bạn có cái sửng nào thì hấp sửng đó, có khuôn nào thì hấp khuôn đó ha. Đó, sau khi mà khoảng 50 giây, chưa tới 1 phút luôn đó các bạn, bởi vì mình lạp bột bằng nước sôi cho nên nó rất là mau chín. Và cái hơi nước ở trong cái chảo này nó rất là sôi và rất là nóng. Khi mà bánh chín thì nó phù lên vậy nè. Còn nếu mà thấy nó chưa phù á, tức là bánh chưa chín. Nếu mà bánh chưa chín thì bánh nó bị bở không có ngon đâu nha. Nó phải chín. Cách làm này rất là nhanh nha các bạn. Có nhiều khuôn các bạn chỉ cần khoảng 4 khuôn là được. Còn nếu không 2 khuôn các bạn cũng có thể làm nhanh được nữa. Đó, rồi tiếp tục mình hấp khuôn nóng rồi mình cho bột vô. Cứ vậy mà làm cho hết bột nha các bạn. Cái cách làm này rất là tiện mà bánh rất là ngon. Sau khi bánh chín thì mình đem bánh ra, quét dầu trực tiếp lên cái bề mặt của bánh liền. Hoặc là các bạn có thể nhúng trực tiếp vô cái thau nước như lần trước mình đã làm ha. Thì có hai cách. Lần trước mình nhúng vô thau nước, lần này mình không nhúng mà mình quét cái dầu hành lên liền, để cho cái mặt bánh nó không có bị khô, nó bóng. Công thức và cái cách thức của mình chia sẻ rất là tiện lợi và thành công đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái nào mà nó nguội trước á, thì mình sẽ cuốn trước ha. Rồi mình quét dầu lên chút xíu nữa, rồi mình lật bánh nè. Rồi mình cho cái tôm cháy lên, cuộn lại. Các bạn có thể cuộn tròn hoặc xếp lại như mình cũng được. Cái cách xếp của mình á, thì nó rất tiện. Nếu mà các bạn chưa có ăn á, thì cho vào cái hộp á, rồi để vô ngăn đá của tủ lạnh được 6 tháng. Khi nào ăn á, các bạn chỉ cần hâm lại thôi, hâm lại hoặc hấp lại thôi là được ha. Rồi sau khi mình cuốn xong đó, mình xếp xong đó, thì mình cho ra cái dĩa, nhìn rất là hấp dẫn đó các bạn. Rồi mình cho cái dầu hành lên. Dầu hành thì mình chỉ sử dụng cái phần gốc hành nhiều hơn là cái phần lá ha, để cho nó thơm. Đó, bánh trắng rất là đẹp, dẻo dai, không có bị rách, dễ lấy bánh ra nè. Ăn có cảm giác mát miệng lắm các bạn. Rồi, Tina đã hoàn thành xong cái cách làm bánh ướt tôm cháy. Nếu mà bạn nào thích thì nhớ cho xin cái like hoặc đăng ký ủng hộ cho mình nha. Tina cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần tới.